tiên ta có thể kể đến, đặc biệt hệ tim mạch là hệ cơ quan rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên tiểu đường ở các giai đoạn này trẻ của nó có thể gây nhồi máu cơ tim. Và ngoài tim mạch ra, tiểu đường cũng gây hậu quả lên não chúng ta, có thể gây tại mạch máu não, rất nhiều trường hợp đột quỵ, nhập viện, có các nguyên nhân liên quan.